Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cơ sở chuyên sản xuất những cái trụ cầu thang bằng rất là nhiều những cái loại gỗ khác nhau, sản xuất những cái trụ cầu thang và những cái con tiện cầu thang bằng rất là nhiều các loại gỗ khác nhau. Thì ở những video lần trước mình đã quay gỗ lim này, gỗ keo này, thì hôm nay mình quay gỗ xà cừ đỏ các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy này, cái gỗ xà cừ đỏ nó khá là đẹp, màu hồng đỏ, đục tứ quý ở 4 phần luôn. Ở đây có 4 cái trụ ở đây đã làm xong rồi này. Mình cho các bạn xem này. Đó, một cái trụ bằng gỗ xà cừ này nó rất là rẻ thôi, có 1,1 triệu. Thô như thế này và giá tại nhà các bạn nhé, 1,1 triệu một cái, đục phúc lục thọ ở đây này các bạn này. Ở đây cái loại trụ này là người ta được ghép 3 phần vào với nhau này. Cái phần bên trên cùng này là cái chóp này là được ghép một lần này. Phần thứ hai này là ghép một lần nữa này. Vậy thân này là vuông 24 là ghép một lần nữa này. Đấy, và phần đáy này. Nhưng mà tất cả là đều ở dạng đặc hết các bạn nhá. Nó chỉ chắc thôi nhưng mà nó không có rỗng bên trong đâu. Bên trong là phần thân đặc hết các bạn nhá. Đó, ở đây người ta còn có rất là nhiều các loại con tiện bằng gỗ lim và gỗ keo nữa. Gỗ lim thì người ta bán giá là 50.000 một con tiện này. Còn gỗ keo thì người ta bán 30.000 một con tiện này. Đây thì từ những cái con tiện vuông như thế này, người ta sẽ xếp và người ta sẽ mang đi sang chỗ cái khâu những cái máy tiện ấy, người ta tiện này. Nó sẽ thành những cái con tiện. Đây là cái quá trình người ta đang bốc dỡ hàng hóa. Thì các bạn có thể thấy là từ những cái phần phôi con tiện, người ta đã chọn rất là kỹ, nó không có rác, nó không có ruột. Nên là khi mà người ta tiện ra những cái con tiện thì nó rất là đều nhau và nó đẹp như thế này. Đây là những cái con tiện gỗ lim này, có rất là nhiều kiểu dáng khác nhau. Ví dụ đây là một loại kiểu dáng con tiện này. Đây lại là một kiểu dáng này. Đấy. Thì mình sẽ quay luôn cái biển quảng cáo của cái cơ sở này. Nếu mà các bạn có ý định mua hàng ấy, cũng như đặt hàng ấy, đây là một cơ sở sản xuất và người ta giao buôn luôn. Giao buôn hay bán lẻ thì người ta cũng bán hết. Cái số điện thoại này là cái đầu 016, là các bạn nhớ phải đổi sang đầu 003 cho mình nhá. Còn đây bên này là họ để những cái máy móc. Có tiếng nhạc mình phải đi ra bên này, bởi vì tiếng nhạc nó sẽ làm cho video của mình là bị vi phạm bản quyền. Đấy, đây là cái cơ sở mà họ sản xuất trực tiếp cũng như là họ chế biến trực tiếp, nên là giá cả rất là hợp lý luôn. Cái làng nghề này khá là rộng luôn các bạn ạ. Mình sẽ đi sâu vào phần bên trong để mình cho các bạn thấy là cái hoạt động sản xuất cũng như là chế tác ra những con tiện nó được diễn ra như thế nào các bạn nhé. Nếu có nhu cầu cả người luôn nhá. Chú ơi, chú bán con tiện mà chú lại quảng cáo luôn toàn những anh đẹp trai chưa vợ này. Cả người luôn. Đây thằng nào gầy có, cao có, thấp có. Béo có, gầy có đúng không? Đây giới thiệu với các bạn, đây là chú Hiền, chủ cơ sở sản xuất con tiện. Chào các bạn nhá. Chủ cầu thang các bạn nhá. Nếu thích đẹp trai thì gặp anh Cường đô la. Đây anh Cường giới thiệu anh Cường đây. Cường cái bồn lên này. Có gì mà nói. Đây đây là cái hoạt động mà người ta sản xuất ra những cái con tiện. Thì đây là một cái cơ sở mà mình giới thiệu với các bạn là đảm bảo là các bạn sẽ mua tận gốc luôn. Giá cả hợp lý và những cái mẫu thì mình đã quay ở phần đầu của video rồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.
bạn đã theo dõi video của bên mình. Và chào tạm biệt những chú thợ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào chú nhá, cháu đi về đây.